Mến chào của cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì vườn của em Lộc có lên một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị mình một lô mai giống, mai ghép giống giảo từ xoắn cô chú anh chị ha, với lại giảo nhung rồi nè cô chú anh chị. Vườn của em Lộc cũng khá là nhiều giống cô chú anh chị ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý mình ủng hộ cho vườn của em Lộc nha. Rồi không làm mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình vào luôn clip để gặp luôn em Lộc, để em Lộc chào giới thiệu và giao lưu luôn nha. Rồi anh chị em Lộc nha. Dạ em chào anh, con cũng kính chào với cô chú anh chị đã đến với clip hôm nay vườn mai bên con. Thì hôm nay bên con có lên một số loại mai ghép để cho cô chú bác chơi Tết năm 2025. Rồi, mình vô clip luôn đi em ha. Rồi. Rồi, nói tiếp clip trước luôn hay sao em? Nói tiếp clip trước là mã số 12D, 13D. Rồi, 13D. Là một cây tự xoắn. Cây này ghép, cái chột ghép cũng khá là to rồi cô chú anh chị ha. Gốc ghép thì bằng bự hơn tay tỏ cô chú anh chị ha. Có củ luôn nha. Cây tàn ngon. Rồi, thông số luôn nè em ha. Chiều cao tới ngang thôi. Cây này thì hoành cao 8 nha cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 58. Rồi. Tán ngang của nó là 69. Rồi. Cây này em vô lưu là 200. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 14D vẫn là một cây cúc VIP. Ủa, giả từ xoắn. Rồi, giả từ xoắn nha cô chú anh chị. Đế con rắn luôn nha cô chú anh chị. Cái này vườn chưa có khai thác, chưa có nâng cái đế con rắn lên nha cô chú anh chị ha. Nè, mình môi mình phủi lên ha. Để lắp lên cho nó nở đế nha cô chú anh chị. Xoắn rất là nhạt luôn, nụ cực kỳ nhiều luôn nè. Đó, xoắn chùm chùm luôn á. Cái này mình vô chậu dĩa ha, cho nở bông Tết là đẹp lắm nha. Rồi, thông số chiều cao tới ngang luôn đi em. Dạ. Cây này hoành cũng cả 7 nha cô chú anh chị. Cây này có chiều cao là 20. Rồi. Tán ngang của nó là 36. Rồi. Cái này em vô lưu là 200. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 15D vẫn là một cây giỏ tự xoắn. Rồi. Cây đế gắn luôn ha. Đế còn gắn không luôn nha cô chú anh chị. Giỏ tự xoắn ha. Nè, xoắn chùm chùm luôn ha. Hoành thì cả 7-8 nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao tán ngang đi em. Cây này có chiều cao là 40. Rồi. Tán ngang của nó đã được là 36. Rồi. Cái này em vô lưu là 200. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 16D là một cây giỏ tự xoắn luôn. Rồi ơi, xoắn quá tà nhặt luôn cô chú anh chị ha. Xoắn chùm chùm luôn nè. Cái này thì hoành cỡ 8 nha, 7-8 ha. Đế con gắn nữa nha cô chú anh chị nè. Vì mình khai thác cái đế thêm giùm ha. Nè, môi cái đế là mình muốn thấy cái đế gắn rõ thì mình khai thác mình môi ra thêm ha. Rồi, hoành hoành thì cỡ 38 nha cô chú anh chị ha. Cao ngang đi em. Cái này có chiều cao là 62. Rồi. Tán ngang của nó là 29. Rồi. Cái này em vô lưu 250. Đợi cái. Tiếp theo là một cây 18D là 17D. Ủa, 17D là một cây giỏ tự xoắn. Rồi, hôm nay lên toàn xoắn không em ha. Dạ. Rồi, gốc cây này cũng khá to nè cô chú anh chị, bự hơn tay tỏ ha. Cái này hoành có 89 ha. Rồi, chiều cao tán ngang đi em. Cây này có chiều cao là 62. Tán ngang của nó là 34. Rồi. Cái này em vô luôn là 230. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 18D. Rồi. Nó là một cây giỏ tự xoắn. Rồi. Xoắn thì cái tàn nó không có to đâu nha cô chú anh chị ha. Mặc dù ghép khá là lâu rồi nè. Cái bo bụi trẻ nè cô chú anh chị ha. Nè, cây thì đã đi đậu rất là sung ha. Củ đế có. Rồi, hoành cả 7-8 ha. Rồi, chiều cao tán ngang ha. Cây này có chiều cao là 53. Rồi. Tán ngang là 32. Cây này em vô lưu là 200. Rồi, đổi cây. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 19D vẫn là một cây tự xoắn luôn. Rồi, cây này ghép đế gắn luôn cô chú anh chị ha. Rồi, hoành cả 7 ha cô chú anh chị ha. Rồi, chiều cao tán ngang luôn em ha. Cây này có chiều cao là 37. Rồi. Tán ngang của nó là 32. Rồi. Cây này em vô lưu là 200. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 20D vẫn là một cây tự xoắn luôn. Rồi. Xoắn cũng khá là nhạt cô chú anh chị ha. Nè, cây này đi ghép đế gắn luôn nha cô chú anh chị ha. Về mình khai thác cái đế gắn thêm dùm cho nhà vườn nha nè. Cái ghẻ nè, ghẻ gắn nè ha. Để lắp lên cho cái củ nó nở ra nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này có chiều cao là 49. Tán ngang của nó là 36, cây này em vô lưu là 200. Rồi đợi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 21D thì vẫn là cây tự xoắn. Rồi. Rồi con ngắn quá đẹp con cô chú anh chị ha. Rồi, hoành cỡ 7 nha cô chú anh chị ha. Rồi, chiều cao tán ngang luôn em ha. Cây này có chiều cao là 33. Rồi.
tán ngang của nó là 23. Rồi. Cái này em vô lưu là 108. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 22D, cây tự xoắn. Rồi, cây này cũng đế gắn luôn cô chú anh chị ha. Nè. Quá đẹp cây đế gắn luôn ha. Rồi, hoành cờ 7 ha cô chú anh chị ha. Rồi, chiều cao tán ngang luôn em ha. Cái này có chiều cao là 36. Tán ngang của nó là 31. Rồi. Cây này em vô lưu là 108. Rồi, ok. Rồi, tiếp theo cây mã số. Tiếp theo cây mã số 23D, vẫn là một cây tự xoắn luôn. Rồi. Đế gắn luôn cô chú anh chị ha. Nè, con gắn nằm luôn ha. Rồi, chiều cao tán ngang đi em. Cây này bay luôn á cô chú anh chị ha. Chiều cao của nó là 36. Rồi. Tán ngang của nó là 34. Cây này em vô là 108. Rồi, đỡ cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 24. Tiếp theo cây mã số 24D vẫn là một cây tự xoắn. Rồi. Đây là cây cuối clip luôn. Rồi, để con gắn luôn nè cô chú anh chị ha. Góc hoành cỡ 78 ha. Bo già ha. Rồi, chiều cao tán ngang nghe em. Cây này có chiều cao là 41. Tán ngang là 20. Cây này em cũng giao lưu là 108 luôn. Rồi, 108 ha. Rồi, cây này cuối clip luôn em ha. Dạ, cây này là cây cuối clip của em. Cuối clip thì con cũng kính chào với cô chú bác đã xem hết clip và ủng hộ giùm con. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như em Lộc cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ.